Thưa chị em và các bạn, thời gian qua, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn huyện Hải Lăng đã chủ trọng nhiều hoạt động nhằm hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước. Tùy từng thời điểm, từng địa bàn, mỗi cấp hội cơ sở đã có những cách làm riêng phù hợp, đã phát huy nội lực, khả năng sáng tạo, tinh thần trách nhiệm và tâm huyết của các tầng lớp phụ nữ trên tất cả các lĩnh vực. Đây là nội dung chính mà chúng tôi sẽ chuyển đến chị em và các bạn trong chuyên mục Phụ nữ và cuộc sống hôm nay. Trước hết là một số thông tin trên các lĩnh vực hoạt động của chị em phụ nữ. Mời chị em và các bạn cùng theo dõi. Thưa chị em và các bạn, Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng Quảng Trị vừa tổ chức phối hợp kiểm tra, tặng quà và động viên cán bộ chiến sĩ các điểm chốt phòng chống dịch trên biên giới. Đoàn đã đến thăm và động viên tinh thần của cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ, đồng thời 85.000 cái khẩu trang găng tay và 9.500 chai nước, 400 két mì tôm, gần 700 thực phẩm đóng hộp và 3.500 cái xúc xích cho các tổ chốt trực chiến dọc tuyến biên giới Việt Nam-Lào. Đồng thời, để chia sẻ khó khăn với lực lượng bảo vệ biên giới của Lào, tại chốt Raman thuộc trạm kiểm soát biên phòng Si, đồn biên phòng Thanh, đoàn công tác đã trao tặng 1.000 khẩu trang y tế và chai nước rửa tay diệt khuẩn và các nhu yếu phẩm như mì tôm, bánh và nước uống đồng chai cho các đơn vị bàn đối diện với đồn biên phòng Thanh. Thưa chị em và các bạn, nhằm chung tay phòng chống dịch COVID-19, thời gian qua cùng với lực lượng phụ nữ biên phòng, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn tỉnh đã có nhiều hoạt động ý nghĩa. Với tinh thần cả nhà có khẩu trang, mô hình may khẩu trang phát miễn phí cùng cộng đồng phòng chống dịch COVID-19 đã và đang được các chị em phụ nữ triển khai nhân rộng ở nhiều địa bàn trên toàn tỉnh. Tiêu biểu như Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Vĩnh Lâm, huyện Vĩnh Linh, phường Đông Thanh, thành phố Đông Hà, vân vân. Hàng ngàn chiếc khẩu trang đã được hoàn thiện trao đến tay cho các hộ nghèo, người thu nhập thấp, lao động đặc thù, góp sức cùng cộng đồng nỗ lực đẩy lùi đại dịch COVID-19. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Cam Tuyền đã phát 200 khẩu trang vải kháng khuẩn có thể giặt đến 30 lần và 200 bình xà phòng rửa tay lắc voi cho toàn thể chị em hội viên phụ nữ ở bản chùa. Đồng thời tổ chức tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19, hướng dẫn cách đeo khẩu trang, rửa tay hàng ngày, vận động chị em tích cực vệ sinh nhà cửa để phòng chống dịch bệnh. Ngoài ra, dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Cam Tuyền còn tặng khẩu trang hướng dẫn phòng chống dịch bệnh cho đối tượng yếu thế trên địa bàn như người khuyết tật, người cao tuổi. Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị vừa có quyết định số 1008 về việc phê duyệt dự án xây dựng chuỗi liên kết nâng cao hiệu quả sản xuất lạc của vùng sản xuất lạc thích ứng biến đổi khí hậu nhằm cải thiện sinh kế cho phụ nữ và đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Cam Lộ. Dự án cho chương trình tài trợ các dự án nhỏ thuộc Quỹ Môi trường Toàn cầu tài trợ trong 2 năm với tổng kinh phí hơn 350 triệu đồng, triển khai tại thôn Quật Xã, xã Cam Thành, huyện Cam Lộ với diện tích 5 hecta một vụ. Trong đó, ngân sách tỉnh và huyện đối ứng hơn 100 triệu đồng. Mục tiêu của dự án là nhằm cải thiện sinh kế cho phụ nữ và đồng bào dân tộc thiểu số, nâng cao năng lực của các bên tham gia trong chuỗi liên kết và xây dựng được liên kết chuỗi bền vững, hiệu quả từ sản xuất lạc, giữa doanh nghiệp, hợp tác xã nông nghiệp, nông dân liên vùng và liên tỉnh. Thưa chị em và các bạn, phong trào thi đua yêu nước đã thực sự có hiệu quả tích cực trong việc phát huy nội lực của chị em phụ nữ ở mỗi địa phương trên địa bàn huyện Hải Lăng. Từ phong trào thi đua yêu nước đã tạo động lực cho các tầng lớp phụ nữ sáng tạo trong học tập, lao động, sản xuất, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Cách làm của các cấp hội phụ nữ trên địa bàn huyện như thế nào? Chúng tôi mời chị em và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau đây. Chị Lê Thị Bé, thôn Trà Lộc, xã Hải Hưng, huyện Hải Lăng là một trong những chi hội trưởng phụ nữ tâm huyết và nổi bật trong phong trào thi đua yêu nước của địa phương. Quản lý gần 400 hội viên, chị Bé luôn có cách để vận động chị em tham gia các phong trào, các hoạt động của hội, cũng như các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước. Với các ngày lễ kỷ niệm, chị tổ chức nhiều hoạt động thu hút chị em tham gia như rung chuông vàng, thi nấu ăn, thi chạm nón, tổ chức đêm văn nghệ gây quỷ.
không chỉ là việc hội, gia đình chị cũng tiêu biểu khi các con đều đỗ đại học, gia đình hòa thuận, hạnh phúc. Chị đã nhận được nhiều khen thưởng từ cả cấp các ngành, tiêu biểu là bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, khen tặng vì có nhiều thành tích tích cực học tập, lao động sáng tạo xây dựng gia đình hạnh phúc giai đoạn 2011-2016. Thì là một chỉ huy trưởng thì mình luôn luôn đứng đầu, phải có cái tâm huyết, nhiệt tình với công việc. Lúc đó mình mới làm được những cái mình cần làm thì mình phải làm mẫu trước, học hỏi cấp trên và sáng tạo các cái hoạt động. Ví dụ như vào các cái ngày lễ mùng 8 tháng 3, 20 tháng 10 thì tôi luôn tìm tòi và thay đổi các cái hoạt động sinh hoạt để thu hút chị em đến. Mà trước hết mà làm những cái gì thì tôi cũng thực sự là làm gương để cho các chị đến và học. Chị Bé là một trong số nhiều cá nhân điển hình của phụ nữ trong các lĩnh vực trên địa bàn huyện Hải Lăng. Xuất phát từ phong trào thi đua yêu nước, cũng đã có nhiều tập thể điển hình trở thành tấm gương sáng tạo trong hoạt động của phụ nữ vì cuộc sống cộng đồng. Tại xã Hải Hưng, chị em phụ nữ đã có sáng kiến thực hiện ngày tình thương với mục đích quan tâm đến đời sống của các phụ nữ lớn tuổi nghèo, neo đơn. Mỗi tháng, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã thống kê danh sách để vận động chị em hội viên và có hình thức hỗ trợ phù hợp. Từ hỗ trợ nhu yếu phẩm phục vụ cho cuộc sống đến quần áo, giày dép, hỗ trợ ngày công giúp các gia đình. Không có nơi nương tựa, không chồng, không con, không có ai hết, mẹ sống cô đơn. Chứ mẹ hùng mèo, mèo gớn là mẹ dơ ra nước giúp được cho mẹ. Chị em phụ nữ tới hàng tháng, mẹ cảm ơn phụ nữ. Một tháng chị em phụ nữ tới ngày, tháng nào cũng có hết, tháng nào cũng có sữa, mì, xì dầu nữa. Chị em phụ nữ ở lên cho hàng ngày, cứ một tháng họ cho lên cho một lần. Thì mẹ cảm ơn chị nữ. Hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước còn thể hiện ở những việc làm thiết thực, phù hợp từng thời điểm. Tiêu biểu là Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Hải Lăng đã đồng hành phòng chống dịch bệnh COVID-19 với những việc làm thiết thực như ủng hộ lương thực, thực phẩm, các nhu yếu phẩm, tham gia nhắn tin ủng hộ phòng chống dịch qua hệ thống tin nhắn. Đến nay, toàn huyện đã huy động được gần 300 triệu đồng ủng hộ chung tay phòng chống dịch bệnh COVID-19, trong đó có hơn 100 triệu đồng tiền mặt. Huy động 53 cán bộ hội viên tham gia nấu ăn, phục vụ người cách ly trên địa bàn huyện. Mỗi hội viên đều dành cả nhiệt tình, tâm huyết và những gì mình có cùng tham gia phòng chống dịch bệnh. Xem đến hàng ngày về đều đến giờ thời sự là mình xem trên vi tính. Mình biết rằng là con cháu mình là đang bộ đội, này, công an, này, rồi các cái nhà chuyên môn như y bác sĩ, rồi đến nhà điều dưỡng đều hoàn toàn dốc vô đánh cái giặc và cái giặc không tên. Mình thấy con cháu của mình, công an bộ đội là con cháu của mình, của xã hội. Mà dù cứ ăn đêm nằm hôm trên tiền trường, trên cửa giống như hết, hiện tượng là như tiền trường. Ở ngoài vật trần cho nên về có lòng thương. Mình muốn góp một phần nhỏ của mình, tuy gia có phần nhỏ của mình để ủng hộ ra, ủng hộ các cháu, các con của mình. Tôi cùng với các chị trong ban chấp hành thực hiện chỉ thị 16 cùng với toàn thể chị em trong chi hội phụ nữ và bà con trong thôn trong xã là ủng hộ khuyên góp qua bằng những cái hình thức bằng những cái cách là nhắn tin qua điện thoại 1407 và khuyên góp bằng tiền mặt để ủng hộ cho những người khu cách ly tập trung tại huyện Hải Lăng. Qua thời gian vừa qua thì cũng được nhiều toàn thể chị em hội viên phụ nữ ở trong chi hội và bà con là đồng tình hưởng ứng cao. Từ việc thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động của cả cấp hội phụ nữ trên địa bàn huyện Hải Lăng đã phát huy nội lực, khả năng sáng tạo, tinh thần trách nhiệm và tâm huyết của các tầng lớp phụ nữ trên tất cả các lĩnh vực. Qua đó, vai trò vị thế của phụ nữ trong gia đình và xã hội được nâng lên, thúc đẩy sự phát triển của phụ nữ và việc thực hiện bình đẳng giới, góp phần phát triển kinh tế xã hội ở các địa phương. Hoạt động của cả cấp hội luôn được đảng ủy, chính quyền các địa phương đánh giá cao. Như các cái cuộc vận động mà có sức lan tỏa sâu rộng trong người dân thì phụ nữ là một trong những cái hội liên hiệp đi đầu trong tất cả các cái hội nằm trong cái hội trong cái khối mặt trận dân vận. Gần đây nhất là phụ nữ xã Hải Dương chung tay với phụ nữ huyện đã làm rất là nhiều cái việc quan trọng
đối với là các cái phong trào chung. Đặc biệt là các cái hưởng ứng các cái phong trào thi đua yêu nước. Và phong trào của xã thì luôn luôn đã được các cấp đánh giá rất là cao. Và hàng năm thì Hội Liên hiệp Phụ nữ cũng được Đảng ủy, chính quyền đánh giá rất là cao trong cái vai trò là tuyên truyền vận động cho hội viên rồi là các thành viên khác. Với mục tiêu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của công tác hội, nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ cả cấp, nghị quyết Đại hội Đảng cả cấp nhiệm kỳ 2016-2021, Hội Liên hiệp Phụ nữ trên địa bàn huyện Hải Lăng tiếp tục triển khai phong trào thi đua yêu nước, phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc. Cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch, rèn luyện phẩm chất đạo đức, tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Điều này không chỉ góp phần nâng cao chất lượng đời sống của hội viên phụ nữ mà còn tham gia xây dựng xã hội phồn vinh, gia đình hạnh phúc tại các địa phương. Thưa chị em và các bạn, qua phóng sự vừa rồi chúng ta có thể thấy việc làm thiết thực hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước của cả cấp hội phụ nữ trên địa bàn huyện Hải Lăng. Để thực hiện có hiệu quả phong trào này thì cả cấp hội đã có những kinh nghiệm như thế nào? Chúng tôi mời chị em và các bạn cùng theo dõi chia sẻ của bà Lê Thị Thu Hòa, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Hải Lăng. Mời chị em và các bạn cùng theo dõi. Trong quá trình tổ chức thực hiện thì có thể là đúc rút một số cái kinh nghiệm và cũng là cái giải pháp mà góp phần thúc đẩy cái phong trào thi đua yêu nước của Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện và phát triển sâu rộng hơn và hiệu quả hơn. Thứ nhất là xác định rõ cái tầm quan trọng của là phong trào thi đua yêu nước, và hàng năm thì Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện cũng đã tập trung chỉ đạo và hướng dẫn hội phụ nữ cơ sở là xây dựng cái kế hoạch và chương trình hoạt động cụ thể đối với phong trào thi đua và nhằm tạo nên cái không khí là thi đua sôi nổi trong các cấp hội và phát huy được cái sức mạnh tổng hợp của cán bộ hội viên phụ nữ trên địa bàn để góp phần tích cực là hoàn thành các cái chỉ tiêu nhiệm vụ của địa phương đơn vị và coi đây là cái nội dung gắn với mọi cái chủ trương chiến lược phát triển kinh tế xã hội của đảng bộ huyện là cái điều kiện mà tiên quyết cho sự thành công của công tác phụ nữ và cái hoạt động của các cấp hội. Bên cạnh đó thì để cái phong trào phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc gắn với các cái cuộc vận động có sức lan tỏa thì hội cũng đã chú trọng cái công tác là tuyên truyền, tập huấn, nâng cao trình độ và kiến thức sản xuất, rồi là phát triển kinh tế gia đình, đạo đức truyền thống, rồi phẩm chất của người phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước cho chị em. Hai là hội cũng đã chú trọng tạo sự tương tác, phối hợp trong hệ thống chính trị, tranh thủ sự lãnh đạo của Đảng và sự phối hợp của các ban ngành đoàn thể để thúc đẩy cái phong trào phụ nữ và hoạt động hội phát triển. Chú ý là đến cái phân công nhiệm vụ gắn với cái trách nhiệm cho từng cá nhân phụ trách và có cái thời gian rồi lộ trình thực hiện. Thứ ba nữa là thường xuyên quan tâm, củng cố và phát huy vai trò của phụ nữ, chăm lo cho đội ngũ là cán bộ nữ. Ban Thường vụ Liên hiệp Phụ nữ huyện là cũng đã chú trọng nghiên cứu, chỉ đạo thực hiện đối với các cái đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, rồi chăm lo cái lợi ích thiết thực cho cán bộ hội và hướng mình đến các cái hoạt động về cơ sở với phương châm là ở đâu có phụ nữ là ở đó có tổ chức hội. Chị em và các bạn thân mến, chuyên mục Phụ nữ và cuộc sống kỳ này xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn chị em và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.